Rồi hiện tại em đang giao bò khách nè cô chú anh chị. Đó, đang giao mấy bộ mấy con với mấy đực heo ngò này, em giao về Tây Ninh với ngoài Bình Thuận. Nó với ngoài Đồng Nai với Bình Thuận nè cô chú anh chị. Nó đi toàn đi gấp xe không. Đó bộ mấy con siêu, mấy đực. Đó mấy bộ mấy con ha. Mấy con siêu nè. Rồi để tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi chú chị hình ảnh một con siêu chữa ha. Đó thì con siêu này đang âm chữa lứa thứ ba của chú chị. Đó thì âm chữa là nãy nó mấy tháng qua này hả? 6 tháng 10 ngày. Đó thì con bò siêu này hiện tại nó đang âm chữa lứa thứ ba, chữa sáu anh chủ nhà nó chữa 6 tháng 10 ngày này của chú chị. Đó và một con được lỡ ha. Đó thì con được lỡ này nói chung thì nó tầm tà khoảng 12 tháng tuổi. Đó thì con được lỡ này thì làm đó là chiều cao nó sân khu là 1m32 bò. Đó 32 bò của chú chị, nhưng mà con đực này thì nói chung thì 12 tháng tuổi rồi. Còn con siêu đang âm chữa lứa thứ ba. Con siêu này nói chung thì F1 ha, chiều cao là 1m28 bò. Đó 28 29 bò của chú chị. Đó hiện tại đang âm chữa 3B là âm chữa được 6 tháng 10 ngày. Đó thì con siêu này là anh chủ nhà cũng bán giá là 28 triệu. 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà ha. Đó còn con đực lỡ nè, con kem đực lỡ này thì giá là 25 triệu, nói chung thì cũng bao ship cho cô chú chị mình trong vòng 200 cây số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó, còn giá cả không hợp lệ thì bà con mua khác. Đó thì theo quan sát là con đực lỡ này xương sóc thì chân móng thì chân móng sò cô chú chị. Nó xương sóc thì khá to, chân móng thì chân móng sò. Nó xương sóc thì khá to ha, chiều cao là 1m32 ở phía sân khu. Đó nói chung thì con bò thì phía sau sân khu thì nó cao hơn ngay chỗ giữa sái, nó tầm khoảng 7 phân 8 phân cô chú chị. Đó nếu mà nó là 1m32 thì ở lưng nó là 1m2 mấy rồi. Thì hai con bò này em quan sát là chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ gấp xe cho bà con mà đỡ xe. Thì con được lỡ này giá là 25 triệu. Đó là bao ship cho cô chị tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó còn con siêu đỏ thì đang ra bóng giận, nó là dòng F1 của chú chị. Đó, nói chung thì xương sóc thì em quan sát thì nó thì nói chung thì nó nằm về cũng tầng 3. Xương sóc thì nói chung thì cũng tung tung bò. Nhưng mà hiện tại thì đang em chữa lứa thứ ba. Đó âm chữa được 6 tháng 10 ngày. Đó thì hiện tại nó đang âm chữa 3B. Đó thì nói chung thì nó là giá là 28 triệu, đó là bao ship cho cô chú tiện tình tới nhà. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì muốn ủng hộ em. Đây về phần mặt mày con được lỡ nè cô chú chị. Đó thì nói chung thì con này thì hiện tại thì cũng chưa xóa giàm. Đó thì bà con nào mua thì bên em sẽ hỗ trợ xóa giàm cho cô chú chị. Nhưng bò thì em bao cô chú chị mình chân móng thì hoàn thiện, không mà ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó phần hai chân sau nè cô chú chị, con này thì em bao cô chú chị mình xương sóc thì khá to. Đó đít nở dài nở ha. Đó thì nói chung thì dòng bực lỡ là cũng hiếm cô chú chị, hiếm có ai bán dòng bực lỡ lắm. Nói chung thì chủ nhà khi chăm sóc không sể nên người ta mới chiết được lỡ ha. Đây đít nè, đó về phần đít nè cô chú chị, đó đít nở dài nở ha. Em nói con được lỡ này cung tàn cung xương thì khá lớn cô chú chị, đít nở dài nở nè. Đó phần dài nè, em nói con bò này thì 12 tháng tuổi nè, tướng tá chà bá luôn ha. Đó giá là 25 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó còn con siêu nè, siêu thì lông da bóng giận luôn. Đó thì đối những con bò chữa như thế này thì bên em giao về cho cô chú chị mình về trong vòng tuần lễ là cô chú chị kêu thú y khám xác minh chữa lại giùm em. Đó nếu có chữa rồi cô chú chị mình nha. Đó thì đối với những con bò chữa như thế này thì bên em bán sẽ bao lội của chú chị mình bao lội trong vòng 3 tháng. Lưu ý gì thì cô chú chị chụp hình gửi cho em là bên em xác minh sẽ bắt bò về. Đó hoàn tiền bò tiền xe đủ của chú chị mình luôn. Đây của chú chị đây phần chân móng nè. Đó thì nói chung thì con bò này xương sóc thì nó nói chung thì nó cũng nằm như tầng 3. Nó xương sóc thì cũng tung tung bò, nhưng để con cái dùng siêu thì rẻ nó mát sữa của chú chị. Đó nhưng con bò này thì em quan sát là hơi không có rúng ha, nói chung là con bò này hơi thiếu rúng. Đó hai chân trước thì cũng như vậy. Đó em quan sát là xe lưng thì nghiêm chỉnh nè, nó xe lưng xe mặt thì nghiêm chỉnh ha.
đó, miệng thì miệng chậu đó, miệng chậu phía sau đó, mặt mày thì đầu đột trụi ha. Tướng tá cấp mình thì nói chung thì nó có thùng dạo, nó có thùng dạo. Con này thì giá là 28 triệu bao ship cho cô anh chị này tới nhà, tổng cộng 28 số đó. Bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha, còn giá cả không hợp lệ thì bà con để cứ một phát đó. Thì nói chung thì hiện tại bây giờ thì cũng nhiều kênh đang thì bà con thấy kênh nào giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ cũng đó ha. Đó thì con này thì giá là 28 triệu bao chữa 6 tháng 10 ngày, bao chữa OB đó. Chiều cao là 1m28-29 bò cô chú chị đó. Còn con đực lỡ này thì giá là 25 triệu bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại lên trên màn hình đó. Nhưng con đực này thì bao của chú chị mình xương sóc thì khá to ha. Nói chung thì chủ nhà có một con nên nuôi nó cũng không có đủ sức, nên nó cũng không có lực lạc như mấy bộ kia, nhưng mà nói chung thì không tàn xương thì khá lớn đó. Đây đó, thì hình ảnh và giá cả của hai con bò này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng con đực lỡ hoặc con cái siêu chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình đó. Con đực lỡ giá là 25 triệu bao ship tới nhà, tổng cộng 28 số đó. Còn con cái siêu đó chữa 6 tháng 10 ngày đó thì giá là 28 triệu đang chữa lứa thứ ba đó, giá là 28 triệu cũng bao ship cho cô chú chị tới nhà ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai bò này em gửi đến cho cô chú chị mình xong rồi. Để bây giờ tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay, rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của một con đực siêu ha. Đó, con này thì lụng 6 tháng tuổi nè cô chú chị, chiều cao của nó làm đo phía sau khu là 1m11 bò đó, chiều cao là từ 1m1 tới 1m12 bò ha. Nhưng mà nói chung thì nãy giờ nói chung thì con bò nó khi mà nó đi tới lui khi đo nó sẽ sinh phan phan, cô chú chị cũng thông cảm ha. Nhưng con này thì nó pin lực tướng tá cấp mình khá đẹp, khá hay cô chú chị đó. Thì nói chung thì con bò này thì chân móng thì quan sát là chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Nói chung thì con bò này tại vì chủ nhà cột á nên nó bị rụng lông đuôi, nhưng nói chung thì bò này bao cô chú chị mình cục đuôi ha, nó bao cục đuôi, bao bú giò hoặc thùng rúng thùng ruột đó. Thì con bò này anh chủ nhà cũng bán giá là 13 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà, không dùng 200 số đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Nhưng mà em nói con được siêu này thì pin lực đó, thì em quan sát là nó đít nở dai nở, chân móng thì hoàn thiện đó. Đây tướng tá là của chú chị, chân móng chân móng sò xương sóc thì cũng khá to đó. Đây đó, tướng tá cấp mình nè. Nói chung thì con bò này em cũng thương lượng sắp chế cho bà con mà hết rồi đó. Con chung thì con bò này bán thì nói chung thì cái giá này thì nói chung thì bằng giá bê cạo luôn của chú chị đó. Em nói thiệt luôn đó, em nói con bò này bán là bằng giá bê cạo luôn đó. Giá là 13 triệu bao ship cho cô chị tới nhà đó. Em nói chung là nó bằng giá bị cạo luôn chứ không có gác nuôi luôn đó. Có thể là đó, bò chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây đầu thì đầu trụi của chú chị tướng tá cấp mình đít nở dai nở đó. Tướng tá vũ ú bò nè, nó nói chung thì con này thì F1 ha, mẹ nó là dòng bò xin, dòng bò xin của chú chị chung. Ma cái đứng cái đầu cái gì không đó. Đây tướng tá cấp mình mặt mày này. Đó thì con này giá là 13 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà, trong 200 số. Thì bà con nào thấy giá cao hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó con này thì nói chung thì chiều cao là 1m11-12 bò. Đây phần chân móng nè đó. Thì nói chung thì bên kênh em quay nếu mà bò có tạc lỗi gì thì bên em sẽ thông báo của chú chị mình hết đó. Thì bà kiểm tước khiêm cho bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò, tước khiêm thanh toán tiền đó, mình kiểm tra có bú vỗ cả hay không, có thùng rúng thùng ruột không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó rồi bà con mình dắt đi tới đi lui nói cô bò đi đứng làm sao rồi bà con mình sẽ nhận bò. Nhưng con này thì em quan sát thì đít nở dai nở đó, con đực siêu tướng tá cấp mình nè đó. Thì em quan sát con bò này nói chung thì bán thì cái giá này cũng bằng giá B luôn của chú chị, 13 triệu 500 bao ship cho cô chú chị mình tới nhà, trong vòng 200 số đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha, nó còn giá cả không hợp lệ thì bà con đợi kiếm một khác đó. Nhưng bò thì em bao cô chú chị mình chân móng hoàn thiện,
không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Nó tướng tá cấp mình nè, quý vị chị thấy không? Đó, tướng tá thì dài đòn, đít nở dai nở. Đó, đít nở dai nở ha. Đầu thì đầu trụi. Đó, chân cẳng thì đứng rất khéo, móng thì móng sò. Đó thì con được siêu này giá là 13 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì đó mình mua gì mình nuôi vỗ béo thêm ha. Đó, nói chung thì con bò này thì nó được 6 ý năm tháng mấy 6 tháng tuổi của chú chị. Nó tướng tá thì dài đòn lực lạc nè. Đó. Giá là 13 triệu. Đó thì hình ảnh và giá cả của con bò này em gửi đến cho cô chú chị xong. Đó thì cô chú chị nào thấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 13 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà ha. Đó. Đây tướng tá cấp mình nè. Chân móng thì hoàn thiện. Đó thì hình ảnh và giấy cả cũng được này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Rồi bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của hai con đực ha. Đó trong đây thì một con đực siêu cọp nè cô chú chị và một con đực pháp kem ha. Đó nói chung thì hai con này lỡ bò là hai con này lụng 9 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó thì hai con này chiều cao nó dao động ngang ngang với nhau ha, từ 1m19 tới 1m21 bò. Đó nhưng em nói hai con này thì biên lực xương sóc rất to của chú chị. Đó xương sóc rất to ha, chân móng thì chân móng sò. Đó thì hai con chân móng hoàn thiện không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cặp được lỡ này chủ nhà bán giá là 40 triệu. Đó giá 40 triệu là giá chốt, giá không thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó nhưng em nói hai con này thì nói chung thì lỡ bò là biên lực của chú chị. Hai con chân móng đít nè. Đây phần dai này của chú chị. Đó coi dai con bò siêu cọp nè. Đó, con bò siêu cọp này dàn dai, hai con này dàn dai khỏi nấu luôn. Đó con nào lấy lưng dai mặt mày này của chú chị. Đó con này thì tướng tá, em nói hai con bò này tướng tá dài đòn khỏi nấu luôn. Đó xương sóc thì em bao của chú chị mình hai con này xương sóc nè. Chân móng sò xương sóc nè của chú chị thấy không. Đó sóc rất to ha. Đó hai chân trước là của chú chị mặt mày nè. Em nói tướng tá cấp mình thì khỏi chơi. Đó thì cặp được lỡ này chủ nhà bán giá là 40 triệu. Đó thì cô chú chị này thấy ưng cặp được lỡ này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó nhưng em nói hai con này thì dài đòn thì khỏi nói luôn á. Đó dài đòn thì khỏi nói luôn, chân móng thì chân móng sò ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột đi. Đó bà con nào mua thì em sẽ gấp xe, bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang. Đó với Vĩnh Long. Đó với Long An thì bà con nào ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó nhưng em nói hai con này thì biên lực tướng tá khắp mình. Đó hai con này toàn là F1 em cũng chú chị. Đây em nói con kem này dữ dằn luôn, xương sóc tướng tá khắp mình nè chú chị coi nè. Tướng tá dài đòn. Đó hai con này thì lụng 9 tháng tuổi của chú chị. Đó hai con thì chân móng hoàn thiện không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp được lỡ này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em hướng tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Qua đây. Qua. Miếng này không. Chú chị coi con bò siêu cọp. Đó, tướng tá cấp mình. Con này con lấy dày bò ha, dài đòn. Đó bò này như chú chị bò rồi. Đó thì cặp này là giá là 40 triệu. Đó nhưng em nói hai con này thì đít đỡ dài nở nè nghe cô chú chị. Con cọp thì đầu tụ ha, còn con kem thì nói chung là lú sừ. Hai con này lỡ bò rồi, tướng tá cấp mình. Đó em nói hai con này tướng tá cấp mình thì rất dày bò, dài đòn. Đó thì cặp này giá là 40 triệu. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ muốn ủng hộ ha. Đó còn giá cả không hợp lệ thì bà con đã kiếm được khác. Đó, nói chung thì hiện tại giờ thì nói chung thì cũng nhiều kênh đang bán bò, bà con nào thấy kênh nào giá cả hợp lệ mua ủng hộ kênh đó ha. Đó thì nói chung thì đi toàn là gấp xe không, bà con mình muốn mua thì mình sẽ tới xin lưu cho kỹ đi, có ưng thì điện cho em ha. Đó còn không ưng thì mình đợi kiếm khác cho chú chị. Đó nhưng em nói hai con này thì pin lực tướng tá dày, dày bò dài đòn. Đó lỡ bò hết rồi này. Đó thì cặp này giá là 40 triệu nè. Đó đít nè, cô chú chị coi đít. Đó, mặt mày nè.
đây, con này thì đầu trụi ha, con bên kia thì lú sừng đó. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ, cặp đực lớn này thì cứ liên hệ số điện thoại mình để thông hình đó. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị em điện trực tiếp đó. Nói chung thì tức khi hình em cũng thương lượng sắc giá cho bà con mình hết rồi. Đây tướng tá này của chú chị con, em nói hai con này thì dài đòn khỏi nói luôn cô chú chị đó, hai con này thì dài đòn khỏi nói luôn, tướng tá dày bò ha. Đó chiều cao là 1m19 tới 1m21 bò. Không thấy được con kem nó đứng cái dàn dai của nó, cô chú chị coi kìa. Đó con kem này là xương sắp cối luôn cô chú chị. Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp đực lở này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực lở thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hành. Nó giá là 40 triệu. Đó 40 triệu là giá chốt, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó, thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay, mình gửi cho chú chị hình ảnh của con bò cái siêu đỏ ha, siêu đỏ chữa ha. Đó thì hiện tại con này đang âm chữa lớp thứ ba nè cô chú chị. Đó nhưng mà em nói con bò này thì tàn sát nhất nè. Đó vàng thùng nó khỏi nói luôn. Chiều cao của nó là em đo ở phía sau sân khu là 1m38-39 bò. Đó 1m38 tới 1m4 bò luôn cô chú chị. Đó nhưng mà máu thì 1m38 ha, 38-39 bò. Đó bò thùng dạo lớn. Nó thì nói chung thì hiện tại đang âm chữa 4 tháng rưỡi. Nó thì hiện tại nó đang chữa 3B luôn cô chú chị. Đó nó đang âm chữa 3B lứa thứ ba ha. Nhưng mà con bò này em nói kiểu mẫu thùng dạo thì khỏi nói luôn cô chú chị. Cái tàn sát của nó thì hết biết luôn. Còn cái ngang của nó không, em thấy cái ngang của nó. Trời ơi. Đây cô chú chị. Đó cái ngang của nó cái là hết biết luôn. Đó thì con bò này anh chủ nhà muốn bán giá là 41 triệu. Đó giá 41 triệu là giá chốt, không còn thương lượng nghe quý vị chú chị, giá là giá tại chuồng ha, giá không bao ship ha. Thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe, bà con mình đỡ tiền mua xe. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Bà Rịa Vũng Tàu. Đó chuyến giao Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang với Long An, Nhi Vĩnh Long. Thì bà con nào mà dùng đó thì em sẽ ghép xe, bà con mình đỡ tiền mua xe ha. Nhưng em nói con bò này thì thùng dạo tàn sát thì nó nằm như tàn sát nhất nha quý vị. Đó về phòng chân móng nè. Đó chân móng thì cũng chân móng sò ha, xương sóc khá to. Đó về phần rúng nè cô chú chị. Đó về phần rúng nè. Đó vú thì 4 vú ha, vú em quan sát thì 4 vú với có 1 vú nhỏ ha. Đó vú đeo đó. Đó, còn vú đeo cô chú chị. Nhưng con bò này được con cái thì cái dàn thùng tàn sát là thì thôi khỏi nói luôn. Đó về em quan sát về phần sái của nó thì sái lưng nó hơi tròn nhiều dai. Đó còn sái mặt thì nghiêm chỉnh, con đầu thì đột trụi nha, nó lông da cũng giận luôn. Đó con này cái hệ nó cũng nằm về muốn giận như siêu cọp vậy cũng chị. Đó về phần mặt ngoài nè. Đó tại vì ngay miếng con mắt ngay sống mũi nó có hơi phần hơi muốn có sọc sọc á. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò cái siêu chữa này cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó cái dàn thùng, cái dàn ngang của nó nè, chỉ có cái dàn ngang của con bò này. Nó cái dàn ngang của nó thì hết nói luôn cô chú chị. Đó thì những con bò chữa như thế này thì bên em bán cho bao của chú chị mình bao lâu trong vòng 3 tháng nha. Như vậy có ý trục trặc có ý gì thì bên em sẽ thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ của chú chị mình luôn. Đó và những con bò chữa bên em giao về thì bà con mình trong vòng 1 tuần lễ thì bà con mình khám xác minh chữa là giùm em. Đó nếu có chữa rồi thì bảo em biết, nếu có chữa rồi là phần chữa này giao cho cô chú chị mình luôn. Đó chỉ còn lãnh bên lòi 3 tháng ha. Đó cô chú chị coi cái dàn thùng dàn ngang của nó nè. Em nói con bò này thì tàn sát cái kiểu mẫu rất đẹp cô chú chị. Đó từ tướng tá dáng dốc nè, lấy hết tướng nè. Đó nhưng mà em nói cái dòng siêu này đẻ ra con mát sữa một cái luôn cô chú chị. Có dòng siêu nữa để con ra mát sữa thì thôi giữ dằn luôn. Giá là 41 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy bò cái siêu chữa này cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó nói chung tiền nào của nay nha, tại vì con bò này nó làm gì tàn sát nhất của chú chị. Đó, chú chị thấy cái dàn thùng của nó nè. Em không phải nói chứ cái dàn thùng của nó thì hết biết con bò luôn. Đó, cái dàn thùng của nó nhìn cái là hết biết luôn của chú chị. Đó nói chung tiền nào của nấy thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình nuôi về mình nuôi đặng sinh sản mình phát triển kinh tế thêm. Đó thì cứ xem video của chị cho em xin một like một đăng ký ha. Thì em kênh Chăn Nuôi Bò Bến Tre đó phát sóng 12 giờ trưa 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào nuôi bò vô béo của sản thì vào 2 giờ tương thì có
Nhưng mà con bò này nói chung thì nó nằm về cao là 1m38 đến 39, bò thì nó nằm về tài sản chất rồi. Nó nằm về tài sản chất thì cô chú chị. Vì nó bò nó nằm về cái hệ 1m38, 39, 1m4 thì nó nằm về chất nhất rồi. Đây về phần vú của nó nè, cô chú chị coi nè. Hết thằng bù vú không? Chân móng nè. Xương sóc thì nó, con bò này nó có xương sóc rất to cô chú chị. Dần cùng dần ngang của nó, cái lưng của nó không phải nói chứ bằng tấm giác. Cái ngang của nó là cô chú chị coi. Hết biết không? Đó thì hình ảnh và tất cả con bò khái siêu chữa này cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì hiện tại nó đang ôm chữa lớp 3 ha, chữa được 4 tháng rưỡi, hiện tại nó đang mang chữa 3B. Rồi giá là 41 triệu. Thì con nào thấy giá cả hợp lệ muốn hộ ha. Rồi, để bây giờ tiếp tục video này.